Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2024, huyện sẽ tổ chức nhiều hoạt động sự kiện như tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, hỗ trợ trái cây nhà nông huyện Phong Điền lần thứ hai, ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 10 năm 2023 hưởng ứng ngày du lịch thế giới 27 tháng 9, tổ chức các hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Song song đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử các sự kiện chính trị, thành tựu đổi mới của huyện, thành phố, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện.